Gia Hiếu và Ái Hậu cùng ekip thực hiện chương trình xin cảm ơn quý khán giả đã chọn Miền Tây Hôm Nay Sáng để khởi đầu một ngày mới. Hạ tầng giao thông trên đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua đã có những bước chuyển biến như thế nào? Thông tin này sẽ được chúng tôi gửi đến quý khán giả cùng những nội dung đáng chú ý. Gấp rút hoàn thành dự án nâng cấp quốc lộ 1A qua Hậu Giang, Sóc Trăng, tạo đà cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm. Trải qua 11 lần điều chỉnh, dự báo giá xăng trong nước có thể giảm trong hôm nay. Ẩu đả trên đường cao tốc khiến một người tử vong, lời cảnh tỉnh cho những ai giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long đang được gấp rút thực hiện để kết nối đồng bộ các tuyến cao tốc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về giá vật liệu tăng cao, nhưng dự án vẫn đáp ứng đúng tiến độ. Những ngày nghỉ lễ vừa qua, công nhân, kỹ sư vẫn tình nguyện làm việc xuyên suốt trên công trường. Công trình cầu Mỹ Thuận 2 gồm 4 gói thầu xây lắp. Đến nay, 3 gói thầu phần đường dẫn cơ bản hoàn thành, đạt hơn 78%. Đối với gói thầu thi công cầu chính, phấn đấu đến tháng 11 năm 2023 sẽ hợp long nhịp giữa. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài hơn 6 km, cầu chính dài khoảng 1,9 km, thiết kế 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 5.000 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 3 năm 2020, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng có ý nghĩa quan trọng đối với người dân đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, cung đường này sẽ giúp kết nối liền mạch các đoạn quốc lộ 1A đã nâng cấp trước đó, rút ngắn thời gian từ Cần Thơ đến Cà Mau. Hiện các nhà thầu đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án này để kịp hoàn thành vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Dù ngày lễ, nhưng nhóm công nhân này vẫn miệt mài trên công trường. Đến nay, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua Hậu Giang, Sóc Trăng có 3 gói thầu cơ bản hoàn thành. Riêng gói thầu số 4 dài 7 km qua huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vẫn còn chậm so với kế hoạch. Khối lượng còn lại thì đá thì còn khoảng 3.200 mét khối và bê tông nhựa các loại 5.200. Trong quá trình làm thì những ngày lễ thì xuyên suốt. Trong quá trình thi công thì cũng tăng ca, tăng kíp đồ để làm đêm làm hôm, khuyến khích động viên nhà thầu công để hoàn thành cái khối lượng còn lại. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua Hậu Giang, Sóc Trăng có chiều dài gần 20 km, vốn đầu tư 1.681 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 vừa qua. Giá nguyên vật liệu biến động mạnh, khan hiếm và công tác giải phóng mặt bằng còn chậm là nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ. Hiện tại thì đã có đủ 100% mặt bằng thì nhà thầu chúng tôi đã tích cực tập trung huy động nguồn nhân lực, thiết bị và vật liệu về công trường để tăng ca, đẩy tiến độ. Phấn đấu là 19 tháng 5 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu số 4. Người dân đang rất mong dự án sớm hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Bởi đây là tuyến đường rất quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, giúp tạo thuận lợi trong việc vận tải hàng hóa và lưu thông an toàn. Từ đó tạo đà cho sự phát triển của vùng trọng điểm về nông sản, thủy sản và cây ăn trái của cả nước. Kỳ điều hành giá xăng của Bộ Công Thương thường diễn ra vào ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5 lại trùng với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, nên thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được lùi vào hôm nay. Theo đó, giá xăng dầu trong nước dự báo được điều chỉnh theo xu hướng giảm. Nhận định có một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, giá xăng hôm nay có thể giảm khoảng 1.000 đến 1.200 đồng một lít. Giá dầu có khả năng giảm khoảng 810 đến 1.100 đồng một lít. Tuy nhiên, mức điều chỉnh cụ thể còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu cơ quan điều hành trích lập hoặc không chi bình ổn, giá xăng dầu ngày mai có thể giảm ít hơn. Từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng này đã trải qua 11 lần điều chỉnh, trong đó có 6 lần tăng, 4 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương đề nghị ngành ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu mối và cả hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu tiếp cận vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập hàng. Tình hình thị trường xăng dầu trong nước quý 1 tương đối khá ổn định. Tuy nhiên, một số thời điểm nguồn cung trong nước vẫn còn bị động. Theo Hiệp hội xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối cung ứng xăng dầu vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu mối.
Trong đó, khó khăn lớn nhất là vấn đề tài chính để nhập hàng. Cho dù hạn mức tín dụng vẫn đầy đủ, thậm chí dư thừa, nhưng điều kiện cho vay rất khó, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Để tháo gỡ vướng mắc này, Bộ Công Thương đề nghị ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận vốn cả về hạn mức tín dụng và điều kiện vay. Song song đó, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc tổng nguồn tối thiểu đã được Bộ Công Thương phân giao từ đầu năm. Thông tin về lĩnh vực y tế sẽ tiếp nối bản tin. Sắp tới thì chương trình tiêm chủng mở rộng tại nước ta sẽ có thêm một số vaccine mới. Trong đó có vaccine TD phòng bạch hầu và uốn ván tiêm cho trẻ từ 7 tuổi ở vùng nguy cơ cao theo đề xuất của các địa phương. Quyết định này được đưa ra khi nước ta đứng trước nguy cơ bệnh bạch hầu quay trở lại, nhất là khi tỷ lệ tiêm phòng vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván giảm tại nhiều nơi. Để tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh, Bộ Y tế sẽ phối hợp một số địa phương tiêm vaccine TD cho trẻ 7 tuổi tại địa bàn nguy cơ cao và dự kiến mở rộng diện triển khai vaccine này qua các năm. Tất cả vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều tiêm miễn phí. Cũng như trên toàn cầu, việc bao phủ tiêm chủng định kỳ cho trẻ em tại nước ta bị gián đoạn do dịch COVID-19, với gần 250.000 trẻ bỏ lỡ một hoặc nhiều liều vaccine trong 3 năm qua. Việt Nam là một trong 20 nước có số trẻ chưa được tiêm chủng cao nhất thế giới. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thiếu di chất là tình trạng mà rất nhiều trẻ nhỏ gặp phải. Tuy nhiên, để xác định được trẻ thiếu di chất gì, có cần bổ sung hay không, thì cần khám tại các cơ sở y tế và phải làm những xét nghiệm cần thiết. Thế nhưng, gần đây xuất hiện nhiều lời quảng cáo về một loại bút thần kỳ giúp phát hiện trẻ thiếu các loại di chất. Thực hư công dụng của chiếc bút này ra sao? Trong vai một phụ huynh đưa con đến khám, phóng viên VTV đã lật tẩy chiêu trò bán hàng tinh vi bằng cách hù dọa các bậc phụ huynh từ kết quả thăm khám của loại bút này. Đây là buổi tư vấn thăm khám sức khỏe dinh dưỡng tại một gian hàng trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Rất đông phụ huynh cho con đến đây thăm khám, không chỉ vì miễn phí mà còn bởi ở đây có một loại bút thần kỳ, không cần làm bất cứ xét nghiệm gì, chỉ cần chạm vào da bé là có thể biết em bé đang thiếu những di chất dinh dưỡng nào. Cái này nó là cái gì? Máy đo vi chất ạ. Thế là phải chạm vào tay hay là như thế nào? Sau vài phút dùng ngòi bút di chuyển nhiều lần trên một số bộ phận như đầu ngón tay, ngón chân, nhân viên này thông báo đã có kết quả hiển thị trên màn hình điện thoại. Những chấm màu xanh, đỏ, vàng này thể hiện tình trạng thiếu nhiều hay ít các vitamin và vi chất dinh dưỡng. Như ở đây là nó báo là thiếu cái gì? Thiếu nhẹ vitamin C, vitamin A, omega 3. Vàng là thiếu nhẹ, vâng, đỏ là thiếu nhiều thế còn xanh là đủ. Kết quả này được nhân viên đánh dấu chi tiết trên một tờ phiếu đo vi chất dinh dưỡng. Tờ phiếu này được chuyển sang bàn của bác sĩ tư vấn. Nhiều loại thực phẩm chức năng được các bác sĩ kê vào đơn thuốc này với yêu cầu cho trẻ uống để bổ sung vi chất. Cho dù theo quy định của Bộ Y tế, thực phẩm chức năng không được phép kê vào đơn thuốc. Nếu mà theo cái phiếu này thì thôi tạm thời đi ăn bổ sung thêm sắt cho bé. Sắt thì mua cái gì? Thì cái sản phẩm sắt nó ok nhất hiện tại thì đang có là Ferolit Baby ấy. Ferolit Baby thì là dòng đấy là dòng sắt mà nó là dòng sắt chelate, nó sẽ hạn chế mà cái tình trạng như là táo bón cho bé. Và hiện tại một nếu mà ăn bổ sung tăng đề kháng và tăng miễn dịch tự nhiên cho bé thì anh có thể sử dụng là Vesikit. Bất cứ phụ huynh nào cho con đến khám bằng bút đo vi chất đều được phát hiện thiếu một vài loại vi chất nào đó. Các loại vitamin hay vi chất mà trẻ thiếu hụt đều được bày bán sẵn ở một siêu thị bên cạnh dưới dạng thực phẩm chức năng nhập khẩu từ nước ngoài. Với giá trung bình từ khoảng 300.000 đến 500.000 đồng một hộp. Mỗi đứa trẻ đến đây khám đều phải mua từ 2 đến 3 hộp thực phẩm chức năng theo tư vấn của bác sĩ để bổ sung vi chất dinh dưỡng. Theo các chuyên gia y tế, đây thực chất chỉ là chiêu trò hù dọa tinh vi nhằm mục đích bán hàng của các đại lý. Chứ thực chất không có bất cứ loại công nghệ nào có thể đo được tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng của trẻ chỉ bằng cách tiếp xúc ngoài da mà không thực hiện các biện pháp xét nghiệm. Cái quảng cáo và theo kiểu sử dụng những cái phương pháp nào rất là đơn giản này, soi trên da hoặc này khác ấy, thì tôi phải nói là tất cả những phương pháp đấy ấy, không có đủ những bằng chứng khoa học để xác định là trẻ có bị thiếu hay thừa vi chất dinh dưỡng. Đặc biệt là khi một số công ty mà sử dụng những phương pháp như vậy
làm cho người bệnh nhầm tưởng và sau đấy là bán những cái sản phẩm, ví dụ như là thuốc hoặc thực phẩm chức năng, thì chúng tôi thấy rằng điều đấy rất là không phù hợp. Bởi vì đôi khi ấy, chúng ta biết rằng là vi chất dinh dưỡng nó không phải là cứ cho ta cho càng nhiều và càng tốt. Ví dụ như chẳng hạn, nếu mà không thiếu canxi nhưng bạn bổ sung canxi nhiều chẳng hạn, thì có thể gây ra những tình trạng ví dụ như táo bón cho con, hoặc là ức chế hấp thu sắt, có thể từ đấy nó lại gây ra những vấn đề về thiếu máu. Dù loại bút đo vi chất này không nằm trong danh mục thiết bị y tế được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, thế nhưng thông qua một chương trình được gọi tên là trạm dinh dưỡng, rất nhiều lượt thăm khám bằng loại bút này đã được triển khai trên các địa phương trong cả nước. Các phụ huynh vẫn tin tưởng cho con đến khám dinh dưỡng mà không hề biết rằng đây chỉ là một chiêu trò bán hàng của các công ty phân phối thực phẩm chức năng. Thậm chí, để đạt được hiệu quả, những đơn vị này còn sẵn sàng mạo danh các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương để thu hút người dân đưa con đến khám. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1973, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề. Vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 2023, Trần Thị Ánh Nguyệt bị bắt quả tang khi đang bán số đề tại nhà thuộc xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 tờ phơi ghi số đề, một điện thoại di động dùng để hoạt động bán số đề và số tiền 2 triệu 400 ngàn đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Kết quả tổng hợp phơi đề bắn trong ngày, đối tượng Nguyệt bị bắt quả tang là 6 triệu rưỡi. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã bắt đầu hoạt động mua bán số đề từ trước Tết đến nay. Trung bình mỗi ngày thu được số tiền lời từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Vụ việc vừa xảy ra mới đây trên tuyến quốc lộ 80 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể, một nam thanh niên chạy xe mô tô nhãn hiệu Winner X, biển số 66C166012, phía sau chở một người phụ nữ đã va chạm với một xe mô tô chở thêm một phụ nữ. Cú va chạm khiến chiếc xe ngã xuống đường rồi tiếp tục va chạm với xe container. Vụ việc đã khiến người phụ nữ ngồi phía sau tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên điều khiển xe mô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp kêu gọi đối tượng đến trình diện để được xem xét giải quyết. Chiều qua, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khiến một người đàn ông tử vong. Vụ việc xảy ra vào buổi trưa cùng ngày. Cụ thể, trong khi xe đang đi qua đoạn thuộc địa bàn ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, thì có nhiều người đang ở phía trước một điểm trung chuyển của một nhà xe tọa lạc ven đường ra chặn dừng phương tiện. Tiếp đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Lúc này, nhiều người đã dùng ghế đánh tài xế xe tải. Tài xế sau đó đã quay trở về xe, cầm hung khí chống trả và đâm trúng vào người đàn ông trong nhóm người nói trên, làm người này ngã gục xuống đường. Sau vụ việc, người đàn ông đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, trong những năm qua thì nông dân của tỉnh Sóc Trăng đã mạnh dạn đầu tư để trồng sen. Ngoài trồng sen để lấy gương, lấy củ hay là lấy ngó sen, mới đây một nông dân ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú đã chọn hướng đi mới là trồng loại sen để lấy bông kết hợp với mô hình đa canh. Nông dân Nguyễn Văn Mỹ đã đạt hiệu quả cao từ mô hình kinh tế tiên phong này. Trên diện tích lúa hơn 1 hectare năm nào, giờ đây là cánh đồng sen đang trổ hoa rực rỡ, có tầng cánh dày và hương thơm dịu nhẹ. Với sự nhạy bén và ham học hỏi, cùng với sự hỗ trợ của ngành chức năng ở địa phương, ông Nguyễn Văn Mỹ đã trồng thành công loại sen trắng, mọi người còn gọi là sen Thái hay sen Quan Âm. Với đặc điểm nổi bật là có nhiều cánh nhỏ li ti bên trong, qua khi nở ra rất nhiều cánh và đẹp nên thị trường tiêu thụ khá dễ dàng. Đất này thì nó bằng cây lúa thì tôi thấy nó không có phát triển. Rồi nhờ là phòng nông nghiệp huyện Mỹ Tú và hội nông dân huyện Mỹ Tú với hội nông dân xã Mỹ Thuận rồi kết hợp và hỗ trợ cho tôi được 50% trồng cây sen này. Theo ông Mỹ, trồng sen lấy bông khá dễ, không phải chăm sóc nhiều nhưng phải nắm vững kỹ thuật để bông to tròn đạt chuẩn theo yêu cầu của khách hàng. Đồng thời khâu bảo quản sen sau thu hoạch và vận chuyển cũng phải cần lưu ý. Sau hơn 2 năm, hiện nay ông có được thị trường tiêu thụ khá rộng từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến miền Đông Nam Bộ.
Theo đó, lúc cao điểm, mỗi ngày ông thu hoạch khoảng 1.200 đến 1.400 bông với giá bán bình quân mỗi bông khoảng 7.000 đồng. Nhờ đó cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định, xóa tan sự hoài nghi của nhiều người khi mang cây sen lấy bông bén rễ trên đồng đất quê hương. Một ngày ở trên shop nó đặt hàng mình thì mình đốn rồi mình giao. Cây sen này thì lâu dài tôi sẽ gắn bó với nó rồi. Trên diện tích 4 hectare đất canh tác, ông còn dành hơn 1 hectare trồng 10.000 cây cảnh để cung cấp cho thị trường với giá bán dao động từ 400.000 đến 2 triệu đồng một cây. Ông còn kết hợp nuôi bò sinh sản và nuôi dê với tổng đàn hơn 20 con. Hiện nay ảnh thì nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh của xã. Nói chung là ảnh cũng nhiệt tình lắm, anh em nào đến thì học hỏi kinh nghiệm ảnh đều nhiệt tình, cố gắng. Cũng giúp cho địa phương được khoảng 10 công nhân là đấy làm thu nhập hàng tháng thì cũng tạm ổn cho gia đình. Chọn hướng đi hợp lý, ông Nguyễn Văn Mỹ đang từng bước làm giàu trên đồng đất quê hương. Nhân rộng điển hình từ tư duy sản xuất nhạy bén của ông còn thiết thực góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển, mau chóng bắt nhịp với xu thế hội nhập.